keo nhảy em rớt xuống mép chết hả? Đồ đó banh mình không có. Đây nè, bó này thấy mày dạ không? Bó kìa. Mặc đồ bó đó. Này là bó đó. Bó mày dài cho nó. Mày xịn đó. Mày đâu dép nữa. Xịn không? Xịn không? Mày cũng có dài nữa đó, mày dài dài trong nó đó. Thì đó, gì này không phải là bó. Thì là mày bót luôn rồi đó. Đây bài nhà. Đó, bót nó bót kinh thản. Hay kinh không? Mày bót chứ nữa. Cho bót nó biết nhảy, mày đâu biết nhảy. Nhà. Đưa cho nhảy cái thọt, thọt, thọt. Thì không biết. Trời trời, nhảy cho nó nhảy cái thọt, cái thọt. Té xuống chết hả? Đứng như cái mép luôn, nhìn nhảy như chết hả? Khu dân cư thì cho nó mặn. Dạ. Đồ 3, đồ 4 mà mình nhìn thấy. Wow. Đây cái bát của tao. Bát của bà. Kệ bà thôi. Quan trọng là bà phải đưa đạn phóng lũ cho tôi. Bà đâu à? Đưa đạn phóng lũ cho tôi. Lũ có không đưa. Thấy luôn á. Thấy nào. Vô lũ đồ coi coi. Nãy có nãy lũ nãy nằm dần dần. Đù đi vô không có lỡ gì hết trơn á. Nè. Thấy không đưa nè. Đạn không lũ cũng đưa luôn. Đó vậy không có. Con này chạy lên lầu. Nào. Có con bò. Đây. Không lũ nữa. Ngon. Đưa đạn phóng lũ là đúng rồi đó anh trai. Trời, ngon. Để coi. Đừng bao giờ đưa con phải ra ca. Ca bên bộ kìa, ngươi bên bộ kìa. Wow. Nó chết đi. Wow, giết người. Thời buổi giờ mình ai mới sống. Sống không được thì chết. Dying by me, what's in the sky?
chưa nhỉ? Ủa còn nữa không? Xin cái đầu thôi, vô thành đất. Thêm hai không? Trước mặt mày thêm hai. Nó đứng đâu vậy? Tao nói trước mặt mày có tên hai á. Để tao thấy á. Giờ nó đi, nó lãng vãng khu nào. Chiếu ngày nó mà nó không chết. Tem của nó, tem hai của nó đó, mình thấy hả? Nè. Đây nè. Đây nè. Đứng nhìn. Trời ơi. Lúc trước khi con lại bắn đi.
không bắn mày nữa ra đó là sao? Ai hả không bắn trời, mệt quá chơi không bắn gì trơn, anh cứ nhìn. Rồi mày không đứng từ xa mà lấy cái thùng này thùng. Rồi xa lấy xuống hụt thùng. Nghĩ sao vậy? Thục đâu ra là thục? Thè nó núp đâu đó. Lấy hút là thục. Thục đâu là thục? Cầm cái bát luôn á. Thế thôi, súng bắn bóng lụ đó. Lụ bắn xa. Trời ơi, lụ bắn gần luôn á. Bắn cũng được chứ bộ. Bắn anh tới đó bắn nửa đường nè. Cạc hẹ nó chơi. Cạc hẹ là nghỉ nha. Đi hết mẹ nguyên tên.
đang đến rất là nhanh luôn á mày đè. Mà lô ba này cho tao nè. Em đang đến rất là nhanh luôn á anh hai ạ. Ờ đằng đó có người á nên em đang rất là nhanh luôn á anh hai. Ui đủ mấy cây nó lùi lại cái. Vào đâu bạn chưa? Lúc này nó có kim xà ca nên nó muốn xài xà ca. Xài XM8. Có XM8 không? Trời trời, muốn ngồi mà. À được, xài no, nè giờ ba có chưa? No, có rồi, có rồi. Ba nè. Cầm ba có rồi. Cái dạo không? Hả? Cái dạo không? Dạ không dạo. Trên đường đi tới đây thì con lượm được một bớ đồ siêu ba ăn đó không? Cái nào? Đi. Lấy chút túi đi. Tốt đi, thật là không đi đâu. Chứ đi bằng gì trời? Không có đá phóng lũ hả? Bảo có đá phóng lũ mà. Đâu? Đâu? Và bố là bố cho. Đợi hôm qua là thấy cái bò cái bò nào sạc cái bộ xương đi lên trên bộ xương đang móc máy lên vùng an toàn ngay đó làm gì để phải đi tham quan trời đậu lên trên bộ xương đứng quà wow, xương khổng lồ đây không nữ độ cho mấy mấy cái liệu đồ nhóc này bỏ đi. Thấy không? Đi kiếm chỗ
xuống. Trời hút mẹ. À. Đi đi đâu? Đỡ rồi. Rồi nó bắn đi. Dạ con bắn đi. Đi xuống cái thính này nè, xuống này nè. Xuống xuống chờ gác rồi. Qua tới cầu nguyên đá luôn nè. Trời ơi. Chờ gác. Chờ gác là bắn ra đứt thôi. Trời ơi trời, đi nhảy đi, nhảy. Dạ nó bắn keo nhóc con nè. Bộ bắn súng nè. Dạ nói cho nãy vào nè. Lên. Đâu nó đâu. Nè thằng nó bắn bể keo rồi. Chơi à. Đó, chuyện, hả? Bắn bể keo đi kìa. Đi qua nhà nè. Mặt mẹ đi nhà nè, thấy không?
rồi. Cái thùng container, kìa ngay chỗ cũ rồi, chỗ gốc cây kìa. Nó nằm ngay, nó ngồi ngay chẳng ba. Đi ra chạy.